Đừng 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 đụng. Không đụng nó chị chứ. Dạ, đừng nhìn lỗ tai cho chị nữa là. Không, để nó không sao đâu. Không đi đâu rồi sao? Nằm yên nha, đừng có nhúc nữa mà trời. Đừng có nhúc nhích. Khổ lắm kìa. Không biết là đụng cái kim xước da. Khi xong rồi hả? Tay đang tay. Cục mụn này thấy đều nó như cái hột gạo luôn á. Chứ không phải cục nhỏ. Ê. Đó chị. Nó ra cái cục nhân này. Ra cục nhân này. Cục này mấy cục nhân rồi em. Dạ. Cho miếng sạch sau em. Dính mặt là Hải này. Phải dứt thuốc tây mới làm được chứ là đau quá chị. Xong rồi, xong cục bự đó. Có cục bự rồi. Giờ này tê gì nữa, hết rồi tê. Gì nữa cô nương. Đó, giờ còn cục này nha. Làm yên nha, đừng có nhích nữa. À, trời ơi. Hả? Hồi lúc đẻ như vậy em đau quá rồi, nó chích thuốc tê về em nữa sao chích được nữa, còn năm sáu cân rồi chích gì nữa. Ừ rồi, nhìn đây nó xong mấy cục bự như đó rồi đó, giờ làm mấy cục dưới đây nha. À dạ dạ, cái này nó khó chịu hơn ở trên mặt. Ừ. Ừ. Không có xuông. Cảm ơn bóp, con. Bóp vô nó mềm quá. Ây da. Trời, tôi chưa lấy nữa. Sao? Này, lấy mụn cho cô nương này còn hơn dỗ con nít nữa. Gắn lên kinh. Ây da.
Nó hết không thôi rồi nó sưng. Trời trời. Mụn nó không từ chỗ nào luôn. Nổi tè lay á chứ. Cái má này như đây tí nhìn sáng tác rồi tí cái này nó ngứa lắm nè đúng không ngứa nên em khều 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 nó hoài trong mình tanh bảnh chân luôn rồi à dạ rồi đừng nghĩ đến cái đau, hãy nghĩ là sau khi hết mụn mình sẽ đẹp như thế nào, da mà nó láng như thế nào. Trời, nói chung là để chờ em bị hết này bị tới cái nọ đâm ra đau tới này đau tới kia. Dạ. Rồi. Trời ơi. Ủa cái này nó dập tới bến. Xong sắp xong. Ây da, đâu có gì. Ấy cái cổ này lên để chị lấy cái này cho nè. Mấy cái này để chị lấy cho nè. Chị để lưng cũng bị thôi em có chị trời ơi mụn chứ có cục bự bự không à đau quá tiếc nuối gì ba cái cục này nữa bà đau quá chị ơi tiếng dòng nó đi cho rồi đi chứ để nó về vốn vì mình nó thăm mà nó mà thăm là không biết nào nó mới nhả cái này ra nó bị thẹo lồi luôn á chị nó bị thẹo lồi em ai dạ đâu ấy chị ơi cục bự bự lấy cục nào mà nhẹ cục đó giùm luôn trời ai da à đau quá chị ơi rồi thêm tí nữa còn mấy cục nữa 5 cục nữa thôi rồi 1 cục hai cục thôi nghiêng đây rồi lấy bên đây rồi lấy đại khái chứ không đau quá chịu không được bỏ cho mình đi
anh em mình dùng đi tuần khác thì một lần là bỏ nha anh. À, phía sau lưng nữa hả? Thôi đừng nặng sau lưng nữa chị. Chị đâu có nặng nữa đâu. Có mấy cục style này chị nặng cho em nè. Cho ra cục này không? Động cục nào phải lấy hết cục đó. Cái này xong tối em về em sức vụ gần ngày hạ thổ luôn chị. Đúng rồi. Dạ, vụ gần ngày hạ thổ. Ừ. À da. Được. Tội nghiệp bà. Tội nghiệp mẹ quá. Mẹ bỉm sữa quá. Rồi xong. Nghiệp mẹ bỉm sữa quá.